Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của trang mua sắm trực tuyến Meta.vn. Như các bạn đã biết thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều những loại quạt sưởi và máy sưởi khác nhau, như là quạt sưởi halogen, máy sưởi dầu. Tuy nhiên thì máy sưởi gốm còn là một khái niệm xa lạ với nhiều người tiêu dùng Việt. Và trong video ngày hôm nay thì mình hãy cùng Meta đi tìm hiểu xem quạt sưởi gốm là gì, nguyên lý hoạt động của máy sưởi gốm như thế nào và cùng trả lời câu hỏi có nên mua máy sưởi gốm cho gia đình mình hay không. Hãy tiếp tục theo dõi video để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn và bổ ích nhé. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem máy sưởi gốm là gì. Máy sưởi gốm hay còn gọi là máy sưởi ceramic, một dạng máy sưởi sử dụng điện năng để vận hành và dùng nguyên lý đối lưu nhiệt để tỏa nhiệt. Máy sử dụng một thanh gốm dẹt để làm vật phát nhiệt. Khi máy sưởi vận hành, đĩa gốm được làm nóng nhờ điện năng và thông qua dây nối kim loại truyền dòng nhiệt đối lưu mang hơi ấm tỏa ra môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, máy sưởi gốm thường được tích hợp với quạt gió để thổi luồng không khí tỏa ra nhanh hơn. Do vậy, vào mùa hè, bạn có thể bật chế độ quạt mát để sử dụng như một chiếc quạt điện thông thường, rất tiện lợi phải không nào? Có nên mua máy sưởi gốm cho gia đình mình hay không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra khi muốn mua máy sưởi gốm cho gia đình mình. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những ưu điểm của máy sưởi ceramic này xem sao nhé. So với các loại quạt sưởi, máy sưởi khác, máy sưởi gốm cho hiệu quả làm ấm tốt hơn hẳn. Nhờ chế độ đối lưu nhiệt, quạt luân chuyển khi nóng đều khắp phòng và sử dụng được cho không gian lớn đến 40m² như phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, phòng họp. Máy sưởi gốm sử dụng gốm để làm thanh nhiệt nên không đốt cháy oxy trong quá trình hoạt động, không gây khô da hay ngột ngạt cho người dùng và rất thân thiện với môi trường. Gốm là vật liệu không phát quang khi nóng, do vậy sử dụng máy sưởi gốm có ưu điểm là không gây chói mắt, tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt là với những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Các loại máy sưởi gốm thường được trang bị 3 mức điều khiển quạt là quạt mát, quạt ấm và quạt nóng. Khi không sử dụng vào mùa đông, các bạn có thể sử dụng chúng như một chiếc quạt mát vào mùa hè, rất tiện lợi. Máy sưởi gốm thường được thiết kế dạng cây đứng, để bàn hoặc treo tường nên chiếm khá ít diện tích, không cồng kềnh, dễ dàng di chuyển, lắp đặt, phù hợp với mọi không gian sử dụng. Một số dòng máy sưởi gốm còn được tích hợp công nghệ tiết kiệm điện eco. Bên cạnh đó, bản thân máy sưởi cũng có quạt gió giúp khí nóng được lưu chuyển nhanh hơn, từ đó giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ một cách hiệu quả. Máy sưởi gốm thường được tích hợp thêm nhiều tính năng hiện đại và thông minh như tính năng tự ngắt khi quá nhiệt, tự ngắt máy khi bị nghiêng đổ, tích hợp bằng điều khiển cảm ứng và màn hình hiển thị LED có điều khiển từ xa đi kèm. Qua những đánh giá trên của Meta thì chắc hẳn là các bạn cũng đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Vì ưu điểm thì quạt sưởi gốm không đốt cháy oxy, không gây khô da, cực kỳ an toàn, có chế độ tự ngắt điện, tạo ra không gian ấm áp và dễ chịu. Nếu như các bạn muốn lựa chọn sản phẩm để có thể sưởi ấm cho gia đình, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, người già hay là người vừa mới ốm dậy thì sản phẩm này vô cùng lý tưởng. Còn nếu như các bạn ghét cái ánh sáng chói lóa của quạt sưởi halogen hay là không thích kích thước cồng kềnh của máy sưởi dầu thì máy sưởi gốm ceramic là một sản phẩm khá là phù hợp. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về máy sưởi gốm thì ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến quý vị hai mã sản phẩm máy sưởi gốm gồm quạt sưởi Fossetti FSK688 và quạt sưởi gốm để sàn Fujie CH2100. Đầu tiên là chiếc quạt sưởi gốm Fujie CH2100. Như các bạn có thể thấy thì chiếc quạt này có thiết kế rất là nhỏ gọn với chiều cao chỉ 44,5cm thôi, nên các bạn có thể đặt ở mọi vị trí, ngay cả trên sàn hay là trên bàn làm việc đều được. Fujie CH2100 chạy điện với tốc độ và công suất 2000W, giúp làm nóng và sưởi ấm một cách nhanh chóng. Quạt thiết kế chân đế vô cùng vững chắc, giúp đứng cố định trên sàn tốt, không bị nghiêng hoặc đổ. Phần thân của quạt sưởi được làm từ vật liệu polymer nhựa dẻo tiên tiến PBT, có khả năng chịu lực và chống cháy cao. Lưới nhựa cao cấp siêu bền, không gỉ, không oxy hóa. Phía trên cùng của máy được thiết kế hai núm vặn, núm bên trái dùng để điều chỉnh quạt gió, biểu hiện bằng cánh quạt và công suất từ 1000 đến 2000W, biểu hiện bằng số 1 và số 2. Núm bên phải dùng để điều chỉnh cực tiểu và cực đại của cánh quạt và công suất. Máy được trang bị 3 chế độ gió, mát, ấm, nóng cho bạn lựa chọn. Tùy vào nhiệt độ thời tiết, bạn có thể chọn mức gió thích hợp nhất để giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể, đảm bảo sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình khi mùa đông đến. Đặc biệt, máy có chức năng tự động quay hai bên, tăng phạm vi vùng phát nhiệt rộng hơn. Máy CH2100 có chế độ bảo vệ quá nhiệt, an toàn tuyệt đối khi sử dụng, tự động tắt máy nếu bị nghiêng hoặc đổ. Ngoài ra, quạt còn có chức năng làm khô không khí vào mùa ẩm, mùa nồm và có lưới lọc không khí đi kèm, giúp không gian sinh hoạt của bạn ở trong trạng thái thoáng khí, sạch bụi bẩn. Máy sưởi gốm PTC Ceramic Fossetti FHK688 có thiết kế hiện đại và nhỏ gọn. Sản phẩm được tích hợp 3 chế độ, một chế độ mát, sưởi ấm và sưởi nóng, nên có thể sử dụng cho cả mùa hè và mùa đông.
Sản phẩm có thiết kế rất an toàn với tính năng tự ngắt khi quá nhiệt, tự ngắt quạt khi nghiêng đổ ở góc 45 độ. Bảng điều khiển trên máy sưởi dạng nút cảm ứng rất nhạy, có cảm ứng nhiệt độ phòng và tự động báo nhiệt độ phòng lên màn hình. Máy sưởi gốm PTC Ceramic Forseti FHK688 còn tích hợp điều khiển từ xa với chế độ hẹn giờ lên tới 24 tiếng. Quạt sưởi gốm vận hành rất êm ái, tiết kiệm điện, không có ánh sáng giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, yên tâm sử dụng cho người già và trẻ nhỏ. Quạt sưởi gốm Ceramic có khoảng gió 2,3 m, sưởi ấm ở góc rộng. Khi sử dụng thì người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ, khoảng cách gió thổi trên màn hình. Máy sử dụng lõi sưởi gốm PTC an toàn cho sức khỏe. Máy sưởi hoạt động với công suất từ 2.200 đến 3.000 W sẽ hỗ trợ làm ấm phòng rất nhanh. Trọng lượng máy nặng chỉ 3,2 kg nên dễ dàng di chuyển. Sản phẩm phù hợp sưởi ấm cho phòng rộng từ 20 đến 30 m². Vừa rồi là thông tin về máy sưởi gốm cũng như các sản phẩm máy sưởi gốm mà Meta muốn giới thiệu đến các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có thể đặt mua sản phẩm này bằng cách là click vào đường link dưới phần mô tả của video này hoặc liên hệ tới hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028 3833 6666. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video tiếp theo của meta.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.